khắp cả nước đồng lòng sung sướng nói về Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, khắp Đông Nam Á ngỡ ngàng. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng SEA Games 32, lần thứ tư liên tiếp về nhất ở một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Đó là một sự chiến công cực kỳ lớn của những cô gái kim cương trong bóng đá nữ Việt Nam. Nếu so với những kỳ SEA Games 2019 và 2022, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games năm nay với lực lượng được đánh giá là yếu hơn. Sự vắng mặt của Trương Thị Kiều khiến cho nhiều người lo ngại về khả năng phòng thủ của đội bạn. Bên cạnh đó, chấn thương của những nhân tố được kỳ vọng sẽ góp công như là Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn Sự cũng đã khiến cho tình hình nhân sự của đội vốn đã mỏng càng trở nên ít nhân sự hơn. Ngoài những khó khăn về nhân sự, đội tuyển Việt Nam cũng phải trải qua những thách thức khách quan. Đầu tiên là quá trình chuẩn bị gấp gáp khi mà đội chỉ tập trung cho giải đấu chỉ ít ngày sau khi hoàn thành tích thứ nhất Olympic Paris 2024. Thêm vào đó, không thể không nhắc tới cách bốc thăm của ban tổ chức, vô tình khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Philippines. Điều này khiến thầy trò ông Mai Đức Chung phải trải qua những trận chung kết thật sự là tử thần từ đầu vòng bảng. Điều kiện thời tiết nắng nóng lúc 16 giờ cũng mang tới thách thức rất lớn. Những khó khăn đều trên đã lường trước nhưng thực tế thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng không vượt trội hơn so với Myanmar và Philippines. Khi cả ba đội đều cùng có 6 điểm, những cô gái vàng chỉ có thể vào bán kết nhờ hơn hiệu số thắng bại. Trận thua Philippines càng khiến cho người hâm mộ lo lắng về khả năng bảo vệ huy chương vàng của đội tuyển chúng ta. Nhưng rồi, mọi lo lắng đã tạm thời qua đi với trận bán kết dễ dàng trước chủ nhà Campuchia. Thầy trò ông Mai Đức Chung đã thắng nhẹ đối thủ 4-0 bằng đội hình dự bị. Khi đã có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, chính của đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc với chung kết khi gặp Myanmar. Đội bóng vừa mất rất nhiều sức tại trận bán kết với Thái Lan. Trong cuộc đấu vừa qua, đội tuyển nước Việt Nam đã thể hiện sự chắc chắn gần như tuyệt đối ở hàng phòng ngự. Những sai sót nhỏ nhanh chóng được các cầu thủ sửa chữa bằng những tình huống bọc lót. Để rồi, ở trên tiền đề đó, những pha lập công ấn tượng của Huỳnh Như, Thanh Nhã vừa đủ để đưa đội tuyển Việt Nam đến đỉnh vinh quang lần thứ tư liên tiếp. Có thể cả hành trình SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức hơn trong những kỳ SEA Games trước. Nhưng nếu tính riêng trong các trận chung kết, đây lại là một giải đấu quyết định nhẹ nhàng nhất và dễ dàng nhất của Việt Nam. Trong vài kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam thì luôn gặp nhiều thử thách trong các trận chung kết. Nhưng lần này, thầy trò ông Mai Đức Chung đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đến trước các đối thủ gần như không có cơ hội để phản kháng và người xem thì hoàn toàn yên tâm. SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam không phải là tập thể ghi nhiều bàn nhất, cũng không phải là tập thể để thủng lưới ít nhất. Chúng ta cũng không có được cầu thủ là vua phá lưới và cũng không sở hữu những chiến thắng kiểu hủy diệt. Tuy nhiên, trận đấu Việt Nam quan trọng nhất, đội tuyển Việt Nam lại có sự chính xác và lạnh lùng để giành chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng một lần nữa chứng minh sức mạnh của bóng đá nữ Việt Nam tại Đông Nam Á, khiến bạn bè khu vực và nhiều nền bóng đá trên khắp thế giới phải ngước nhìn. Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 2 tỷ đồng, tổng số tiền được thưởng là 3,6 tỷ đồng, cùng với đó hàng tỷ đồng tiền thưởng từ các doanh nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, người hâm mộ thì vẫn chưa coi là đủ. Người hâm mộ đang chờ đợi Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam và cá nhân ông Mai Đức Chung. Nếu nói ông Park là người thành công nhất với bóng đá nam Việt Nam, thì ông Chung chính là thành công nhất trong lịch sử bóng đá, tính cả nam lẫn nữ vào hồi năm ngoái. Thầy Chung và đội tuyển nữ đã nhận được huân chương lao động hạng nhất sau chiến tích, giành vào vòng chung kết của World Cup nữ. Nhưng với chiến tích 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games, người hâm mộ tiếp tục. Chúng ta sẽ được trao huân chương cho các cô gái và ông Mai Đức Chung. Mong Chủ tịch nước tiếp tục trao huân chương cho thầy Chung và đóng góp. Đóng góp của thầy quá lớn, quá tự hào. Hay thầy Chung và đội tuyển Việt Nam xứng đáng được trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Đó là một số bình luận của người hâm mộ. Không chỉ có khán giả Việt Nam, người hâm mộ khắp khu vực cũng không khỏi thán phục ông Chung. Việt Nam thật may mắn khi có huấn luyện viên Mai Đức Chung và nhiều cầu thủ xuất sắc. Một cổ động viên là Song Siri cũng đã bình luận. Một đội bóng quá mạnh, từ huấn luyện viên cho tới cầu thủ, các bạn chắc chắn là niềm tự hào lớn của dân tộc các bạn. Đó là một số bình luận của các bạn bè quốc tế. Trước lời khen ngợi không ngớt thì ông Chung sau trận đã bắc loa lên khán đài để cảm ơn khán giả. Lời đầu tiên tôi thay mặt đội tuyển cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và các cơ quan liên quan. Xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi chưa khen ai bao giờ nhưng hôm nay các bạn đã rất hay, chuẩn chế trong đấu pháp. Tại SEA Games này, đội tuyển nữ Việt Nam thì cực kỳ khó khăn. Tôi không nghĩ là có thể vô địch.
Lý do là thiếu nhiều cầu thủ lớn tuổi, chấn thương, sự hòa hợp chưa tốt nhưng các bạn đã khắc phục khó khăn này. Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là vòng chung kết World Cup nữ tại Úc và New Zealand vào tháng 7. Ông Mai Đức Chung nói tiếp, ngay từ bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị lực lượng cho SEA Games. Với Vũ Thị Hoa, Thanh Nhã, Vạn Sự, đó là những lứa trẻ. Sắp tới tôi lại mời các cầu thủ U20 lên bồi dưỡng đào tạo, nhưng trước mắt tôi cần họ cho nghỉ hết tuần này. Tuần này, sau đó chúng tôi sẽ tập trung tại Đức, Ba Lan. Chúng tôi sẽ có làm việc và giao lưu với U23 Ba Lan, đội tuyển Đức và hai đội tuyển nữa. Chiến thắng SEA Games sẽ tạo đà cho World Cup, đó là niềm động viên giúp tôi bước vào World Cup và cố gắng giành kết quả tốt. Ông cho biết, trong khi đó tiền đạo Huỳnh Như bày tỏ, hôm nay tôi thật sự rất vui khi người hâm mộ đến sân rất đông, cũng như là ủng hộ tôi quê nhà. Tôi đã ghi được bàn thắng và tôi muốn gửi bàn thắng này tới gia đình và người hâm mộ. Với những bàn thắng ghi được thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt bàn thắng trong trận chung kết. Không có chức vô địch nào là dễ dàng, mỗi giải đấu thì mang tới một cảm xúc khác nhau. Hôm nay đó là một đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử và đó cũng là động lực để chị em chúng tôi động viên nhau. Tiền vệ Trần Thị Thúy Trang thì nói, tôi rất vui mừng và hạnh phúc, đây có lẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi. Cảm ơn người hâm mộ yêu thương bóng đá nữ, quan tâm sâu sắc đến đội tuyển Việt Nam. Trước mắt chúng tôi còn nhiều giải đấu lớn và chúng tôi sẽ cố gắng. Dù vừa lập được thành tích ấn tượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ. Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ hết tuần này và bắt đầu chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan. Thầy trò ông Mai Đức Chung có trận giao hữu, cụ thể là 4 trận. Theo kế hoạch, hôm ngày 16 tháng 5 thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước.